Hà review thật ơi, hôm nay có cái gì hot để review không? Ôi hot cực kỳ luôn, không phải là hot bình thường mà là hot hot hot, hot nóng luôn ý. Đây này, đây là cái máy xông nóng mày ạ. Máy xông nóng này nhá, chỉ cần cho vài cái lá cây vào thôi. Ví dụ như là lá gừng, lá sả hoặc là lá chanh hoặc là lá tía tô cũng được nhá. Sau đó cho thêm ít nước vào, đậy nắp vào, cắm điện lên và bật cái công tắc ở đây nhá. Chờ 2 phút thôi nào nó sôi lên sùng sục luôn. Và mày lấy cái khăn mày 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 phủ vào cái mặt này này, sau đó mày xông này. Ui xông đến đầu mồ hôi nó tứa ra lên đấy, mang theo bụi bẩn bã nhờn và mụn ẩn luôn nhá. Và xông xong nhá, mày lấy một cái khăn mặt. Khăn mặt phải là khăn mặt lạnh nhá. Đấy, mày đắp lên, mày mày lau mặt đi một cái là cái lỗ chân lông đang được giãn nở ra nó sẽ se khít lại luôn. Và cái máy xông này ngoài để xông mặt ra, nó còn xông được mũi khi mà mình hắt hơi sụt sít nữa. Ui dù thích cực kỳ luôn mày ạ. À, thế cái máy xông như thế này thì giá như thế nào? Ui dồi, giá thì siêu bèo luôn, chỉ có 50 cành trong giỏ hàng thôi nhá. Hà ơi, đang hái lá sắn à? Ừ, đang hái lá sắn đây, chuẩn bị chân cá mày ạ. À, nhà mày có tía tô không? Tao xin ít. Xin tía tô làm gì? Tao xin ít về tao đun nước lên xông mặt để cho da mặt nó đẹp. Ui giời, thời buổi này ai còn đi đun nước xông mặt cho nó mất thời gian ra đây này. Bây giờ người ta dùng cái máy xông nóng này hết này, chỉ cần cho vài lát lá tía tô như này vào này, đổ nước vào. Sau đó nhá, đậy nắp nhá, cắm điện, bật công tắc lên, đợi 2 phút thôi là sôi sùng sục lên. Mày bắt đầu mày xông này. Đấy, xông mặt này, xông này. Mồ hôi nó tứa ra nhá, và mụi ẩn này, bã nhờn này, rồi là những cái tế bào chết này nó sẽ theo cái dòng mồ hôi nó ra hết nhá. Tuần xông mặt 2 lần thì mặt đẹp cực kỳ luôn nhá mày nhá. Và đặc biệt hơn nữa nhá, mày chùm thêm một cái khăn như này nữa thì nó độ hiệu quả nó càng cao và còn xông được cả mũi đang bị sổ xít nữa nhá mày nhá. Ôi thế á, thì cái máy xông này hiệu quả này giá bao nhiêu? Ôi dồi ôi, bình thường nhá là phải tầm 190 cành, nhưng mà bây giờ tổng kho máy xông họ đang xả nhá, chỉ có 50 cành trên top top này thôi. Mày bấm vào giỏ hàng bên góc trái mà mua luôn nhá, hàng đẹp như hình luôn. Ok mày nha. Ừ. Ôi ôi, đi đâu đây? Ôi mày ơi, mấy đứa nó đang đuổi theo, nó đòi mua cái máy xông này của tao. Tao vừa săn ở trên top top có 50 cành thôi. Bao nhiêu đứa nó thấy tao săn rẻ quá nó đòi mua cái này mày ạ. Ui dồi ôi, cái này dùng thích lắm luôn ý. Đây là cái máy xông mặt này. Mày chỉ cần cho một ít cánh hoa hồng hoặc là lát sả, lát chanh, lát gừng vào trong cái máy xông này, sau cho thêm ít nước này, cắm điện này, bật công tắc này, sau đó chờ 2 phút là cái hơi nước nó sẽ tỏa ra mày xông mặt ra, để hết được mụn ẩn này, bã nhờn này, rồi là những cái độc tố ở trong cái gương mặt của mày ra nhá. Sau đó mày có tẹp kem vào thì thấm cực kỳ nhanh và dùng thích lắm luôn ý. Ê ơi, cái máy xông này có 50.000 một sẵn đâu mà rẻ thế? Săn trên top top đây, thôi tao đi đây. Hà ơi, đang làm gì đây? À, đang thả cánh hoa hồng vào máy xông mặt đây. Ôi mày ơi, bây giờ cái trend này cực kỳ hot luôn nhá. Chỉ cần cho một ít nước vào máy xông này, sau cho thêm 3 cánh hoa hồng này, hoặc là lá sả, lá tía tô, hoặc là lá chanh cũng được nhá. Sau đó mày đậy cái nắp này vào này, rồi cắm cái điện vào và bật cái công tắc lên. Chờ 2 phút thôi là nó sôi này nhá. Mày lấy một cái khăn mày chùm mặt mày lại và mày xông nhá. Ôi dồi ôi, xông như này này, bắt đầu mồ hôi nó tứa ra này, mang theo bụi bẩn bã nhờn này, mụn ẩn này là nó sẽ đào thải ra hết này. Tuần mà xông mặt tầm độ 2 đến 3 lần nữa là ra cực kỳ đẹp luôn nha mày nhá. Thế à, cho tao đu chen nữa, mua cái này ở đâu đấy? Mua cái này trên top top mày ạ. Trời ơi, thế chắc phải đắt lắm nhỉ? Ui, đắt đấy, bình thường nha, 200 cành một cái máy xông này á, nhưng mà đang có trợ giá. Ở cái link này, đang trợ giá chỉ có 50 cành một máy xông thôi. Bấm ngay vào giỏ hàng mà mua nhá. Hà ơi, đang làm gì đấy? À Thủy à, đang chuẩn bị xông mặt đây, xông mặt đẹp da. Đây mày ơi nhá, chỉ cần lấy vài lát gừng, lát sả hoặc là lát chanh thôi. Sau đó lấy một ít nước này này. Đấy, lấy một ít nước cho vào máy này này. Sau đó cắm điện vào, bật nút lên thôi. Đấy, sau đó là đậy nắp vào như này này. Rồi chờ tầm 2 phút nhá, là bắt đầu cái hơi nước nóng nó sẽ tỏa lên nhá. Và mày lấy cái khăn mày chùm cái mặt mày lại. Sau đó mồ hôi nó tứa ra như này này. Và bao nhiêu bụi bẩn này, bã nhờn này, tế bào chết này, nó sẽ theo ra hết luôn. Và sau đấy mày chỉ cần lấy thêm một ít nước lạnh nữa mày rửa vào mặt mày ấy, là lúc đấy nó sẽ se khít độ chân lông lại. Tuần mà xông mặt tầm độ 2 đến 3 lần thì da đẹp cực kỳ luôn nhá. Mà nếu mà đang gặp cái tình trạng mà hắt hơi sổ xít ý, thì mình cũng xông hắt hơi sổ xít luôn được nhá. Cái này thì rất là tiện luôn nhá. Mà mày biết không, hôm nay đang được top top trợ giá, từ 150 cành giảm xuống có 50 cành một cái máy xông siêu to siêu đẹp như này luôn, to bằng cái mặt tao luôn đây này. Hà ơi, đang bán máy xông à? Ừ, đang bán máy xông đây, bán chạy lắm, còn mỗi một cái thôi. Mỗi một cái thôi á? Thế 90.000 bán không? Không, ai bán 90.000? 120? Không bán. Thế bao nhiêu? 50 cành thôi, đang trợ giá top top mà. Bấm ngay vào giỏ hàng bên góc trái màn hình này. Cái này á, xông mặt giúp đẹp da, thải độc tố này, đẩy mụn ẩn này, mà lại còn làm se khít lỗ chân lông nữa. Còn xông cả xoang mũi họng đều được nhá. Bấm ngay vào giỏ hàng đi. Hà ơi, đang làm gì đấy? À, Thúy à,
đang kiểm tra cái máy xông mặt này, vừa lúc nãy vừa xông mặt xong thích quá luôn. Bình thường mua 150 cành luôn mà ngày hôm nay á, Sun Chiến Top Top có 50 cành thôi. Tưởng là máy không dùng được hay thế nào người ta mới xả rẻ thế. Không ngờ máy dùng ok quá mày ạ. Vừa mới cho nước vào sau đó cắm điện tầm độ 2 phút thôi là đã sôi rồi, sôi lên cái là xông mặt như thế này á, tứa mồ hôi ra rất là nhiều luôn nhá. Vừa thải độc tố này, đẩy mụn ẩn đây này mà lại vừa làm xe khít lỗ chân lông luôn. Đấy, nếu mà mày đã muốn mua cái máy xông mặt cực kỳ đẹp da cho phụ nữ ấy, thì bấm ngay vào giỏ hàng này, tuần lên xông mặt 2 lần nhá. Em đã nói với các chị rồi, các chị còn không tin em. Ngày hôm qua các chị vẫn phải mua cái máy xông này với giá 150 cành đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay trong Top Top nó đã có chương trình trợ giá rất là sâu cho sản phẩm máy xông này. Chỉ có 50 cành một chiếc máy xông này thôi. Các chị có thể là dùng để xông mặt, giúp thải độc tố này, xe khít lỗ chân lông này, tẩy tế bào chết và làm đẹp da các chị nhá. Ngoài ra thì còn dùng để xông mũi họng nếu như các chị đang bị khò khè nghẹt mũi này. Đó, bấm ngay vào giỏ hàng bên góc trái màn hình nhá. Cách sử dụng thì cực kỳ đơn giản, các chị chỉ cần cho một phần nước vào trong này, sau đó cho thêm một giọt tinh dầu hoặc là dùng lá xả này hoặc là chanh gừng đều được nhá. Các chị sẽ cho vào, sau đó bật nút lên cho nó sôi lên, sôi lên là mình lấy cái khăn mình chùm vào là mình xông luôn nhá các chị nhá. Bấm ngay vào giỏ hàng đi, nó mà về lại giá 150 cành thì tiếc cực kỳ luôn. Wow, các chị ơi, ngày hôm nay đang có chương trình trợ giá cực kỳ sâu cho sản phẩm máy xông mặt các chị nhá. Bấm ngay vào giỏ hàng, chỉ có 50 cành một cái máy xông mặt thôi. Máy xông mặt này các chị chỉ cần cho nước vào, cho thêm lát xả, lát gừng hoặc là cho thêm một giọt tinh dầu vào, sau đó các chị sẽ bật máy lên và cứ thế là sau 1 phút thôi các chị nha, là cái hơi nước nóng nó sẽ bay lên. Và khi đó các chị chùm cái khăn vào và các chị xông, xông mặt nó sẽ giúp cho các chị là loại bỏ những cái bã nhờn này, bụi bẩn này, rồi là những cái tế bào chết này, rồi là làm giãn nở lỗ chân lông ra. Và các chị sẽ lau mặt thật sạch. Và sau khi lau mặt bằng nước mát ý, thì các chị sẽ thấy là lỗ chân lông của các chị sẽ được se khít nhá. Tuần nên xông mặt tầm 2 đến 3 lần để giúp cho mặt của mình lúc nào cũng đẹp các chị nhá. Bấm ngay vào giỏ hàng của em để nhận chương trình trợ giá cho ngày hôm nay nhá. Các chị ơi, các chị đã biết tin gì chưa? Máy xông ngày hôm nay đang được trợ giá quá mạnh luôn. Bình thường mua một cái máy xông như này ấy, thì tầm độ 120 đến 150 các chị mới mua được đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay trong giỏ hàng này này chỉ có 50 cành một cái máy thôi. Cực kỳ rẻ luôn các chị nha. Các chị chỉ cần một xíu tinh dầu cộng với lại máy xông thôi là các chị sẽ xông mặt giúp đẹp da này, thải độc tố này, rồi là sẽ làm se khít lỗ chân lông này. Chị nào mà đang bị xoang mũi này thì cũng có thể xông xoang mũi các chị nhá. Cứ chùm một cái khăn vào là xông là ok nhá. Bấm ngay vào giỏ hàng bên góc trái màn hình để nhận chương trình trợ giá nha. Chưa bao giờ em mua được cái giá này luôn các chị ơi. Vừa hôm nay lên Top Top thấy cái giá nó đang trợ siêu rẻ luôn, chỉ có 50 cành một cái máy xông siêu to, to hơn cả cái mặt của em như này luôn nhá các chị nhá. Các chị chỉ cần đổ nước vào, cho lát gừng, lát xả hoặc là một ít tinh dầu vào, sau đó là các chị bật máy lên. Đấy, bật cái công tắc này lên và các chị xông thôi. Chỉ cần tầm độ 2 phút là nước sẽ sôi lên và các chị chùm cái khăn vào và các chị xông nhá. Mồ hôi nó sẽ tứa ra này, rồi là sẽ giúp đào thải độc tố này, đào thải cái tế bào chết và bụi bẩn trên da, bã nhờn trên da. Đồng thời sẽ làm se khít lỗ chân lông. Chị em nào mà đang bị ngạt mũi khó thở thì có thể xông để giúp cho mũi của chúng ta thông thoáng hơn nhé các chị nhá. Có 50 cành một cái máy xông như này, không mua thì mua cái gì nữa. Bấm ngay vào giỏ hàng bên góc trái màn hình của em nhá. Các chị nhìn này, cái lực phun hơi nước nóng nó lên là cực kỳ mạnh luôn các chị nhá. Đây là cái máy xông mau em vừa ấy mua săn ở trong cái giỏ hàng này, có 50 cành thôi mà dùng thích cực kỳ luôn. Chị nào mà đang muốn xông mặt đẹp da, thải độc tố này, tẩy tế bào chết này, hoặc là xông mũi họng này thì chỉ cần là mua thêm cái lọ tinh dầu xả này cũng đang chỉ còn có 10 cành nữa các chị nhá. Và cái máy xông mặt thì đây các chị ơi, ôi dồi ôi, phê cực kỳ luôn các chị nhá. Combo máy xông mặt mới này tinh dầu thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Hoặc là các chị có thể là lấy cái lá xả hoặc là lát chanh, lát gừng để xông nhá. Đấy, đây là máy xông mặt nhà em này, dùng ôi thích quá đi mất thôi. Các chị bấm ngay vào giỏ hàng bên góc trái màn hình nhá.